Hello, xin chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu với các bác một bộ Sennheiser ha. Đây là dòng EW100G3 và đầu 835 ha các bác. Đây ha. Đây các bác xem đầu thu nha. Đó. Chi tiết đầu thu nói chung là còn tương đối cũng khá là đẹp nha các bác. Cái màn hình nó còn cái miếng dán màn hình nữa này đây ha, à, nó có cái vết chỗ này các bác này ha. À, ngoại hình thì nói chung là đầu thu cũng khá là đẹp nha. À, tai mic đầu là đầu 835 nha các bác, tai mic đây các bác ha, EW100G3 ha. Đó, thả mic cũng còn khá ha. Đầu là đầu 835 nha các bác. Dòng này sử dụng hai viên pin 2A ha các bác. Và đây là phía trong nó này ha. Dòng này thì được sản xuất tại Mỹ nha. Đây, được lắp ráp tại Mỹ nha các bác. Rồi. Phụ kiện đi kèm thì gồm adapter ha, chống lăn, sắt sau ly, rồi anten. Giá của bộ này là 9 triệu rưỡi nha các bác. Ha. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.